Rồi chào các bạn nha. Bữa nay chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng rồng phun lửa. À, các bạn thấy không? Cái hiệu ứng mây là mình lấy trong phần mềm rồi. Cái hiệu ứng đó mình thấy hay quá, lấy cho các bạn. Đó, mình sẽ đào mấy cái hình rồng lên. Thực ra thì các bạn có thể dùng các phần mềm các bạn vẽ, tùy bạn vẽ giỏi hay không, các bạn có vẽ được cái con rồng. Vẽ được con rồng nha, cái phần đó là tính sau. Tùy người nào vẽ giỏi thì vẽ được con rồng, còn đây là cái mình nói về cái mình nói về cái ngọn lửa, con rồng phun lửa. Rồng phun lửa thì cái lửa này thì mình làm cho trong cái phần mềm. Mình chỉ nói về cái mình làm cái phun cái ngọn lửa thôi. Thì cái phun ngọn lửa thì cái phần mềm này nó sẽ mô phỏng cái dòng chảy trong một cái đoạn ống mình mô phỏng 2D thôi, vẽ mô hình 2D thôi. Các bạn nào có điều kiện thì có thể vẽ cái ống ống 3D cũng được. Xong chúng ta thiết vô, nhưng mà đây mình làm cơ bản sơ sơ thôi. À, không có thời gian nên chúng ta không có làm được mô hình phức tạp ha. Thì đây là cái mô hình nó tính toán và vận tốc của một cái dòng chảy hoặc là cái luồng khí. Ở đây thì là mình làm cho cái dòng chảy chất lỏng ha. Nó tính toán vận tốc của một cái dòng chất lỏng chạy qua cái ống như thế này. Ống thế này nó có hai ống, khúc đầu thì nó có tiết diện nhỏ hơn, và ống cái đoạn sau thì nó tiết diện nó bự hơn. À, chúng ta lưu ý một chỗ là cái chỗ mà chuyển đạn chỗ cong cong á, chỗ cong cong cái chỗ đó là các bạn để ý cái dòng chảy nó hơi khác một chút xíu, tức là tới lúc đó là nó sẽ chia ra làm hai luồng. À, một luồng là đi thẳng luôn, và một một luồng nhỏ phía sau màu xanh da trời ở phía trên đó các bạn thấy, thì nó sẽ đảo ngược lại, và các bạn thấy nhìn cho vào cái những vận tốc ở chỗ đó nó sẽ mang giá trị âm, tức là chỗ đó cái dòng chảy nó sẽ chảy ngược lại một chút xíu, nó sẽ chảy ngược lại một chút xíu, và xong rồi nó lại sẽ rớt xuống, nó lại rớt xuống cái màu xanh màu lá cây, xong rồi nó lại tiếp tục, nó lại chạy chạy về sang bên phải như màn hình các bạn thấy không. Và nó chỉ có một ít luồng luồng chất lỏng nhỏ màu xanh da trời á, thấy không? Nó chạy ngược lại, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái phần đó, chỗ mà thay đổi tiết diện á, chỗ mà vừa 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 thay đổi tiết diện từ tiết diện nhỏ sang tiết diện lớn á, thì các bạn để ý đó. Đây đây là mình phân tích, cái phần mềm nó phân tích kỹ thì chúng ta mới thấy được cái điều đó. Như các bạn thấy ở cái thanh giá trị phía dưới ấy, thì nó phần màu xanh trên da trời thì có giá trị âm, thì trong mà và tính toán mà trong tính toán thì và chiều thì người ta quy định là như chiều dương, thì chiều dương thì đi từ chiều dương theo cùng chiều với hệ trục tọa độ của chúng ta. Chúng ta quy ước hệ trục tọa độ là trục x là đi từ trái qua phải là mang giá trị dương, còn nếu mà mang giá trị âm á, thì tức là cái chỗ đó là nó sẽ cái dòng chảy nó sẽ chảy ngược, nó sẽ đi ngược lại theo ngược lại với chiều trục tọa độ của XY của chúng ta. À, thì trong người ta tính toán mấy tính toán bài toán cơ học đó, thì nó người ta quy ước vậy ha. Thuận chiều thì còn nếu mà nó chạy ngược lại thì là mang giá trị âm. Còn cái độ lớn của nó là vẫn là chúng ta không có tính cộng âm dương. Là theo không có tính cộng trừ nha, chỉ giờ cộng trừ thì mang sẽ chỉ có quy định là cái hướng chuyển động của nó thôi. Thì cái phần mềm này nó cho phép chúng ta mô phỏng một cái dòng chảy hoặc cái luồng khí như vậy, và những cái màu giá trị khác nhau thì là những giá trị vận tốc khác nhau. À, màu đỏ thì là vận tốc nó lớn, mà màu xanh đó thì là vận tốc nó màu xanh 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 da trời thì vận tốc nó thấp nhỏ nhất, nó quy ước như vậy. Màu xanh lá cây thì vận tốc nó ở mức độ trung gian. Và cái này phần mềm này thì nó cũng cho chúng ta tính áp suất trong một cái ống. Ở đây mình cắt 2D thôi ha, mình không có thời gian mình vẽ 3D, chúng ta chỉ cắt trên một mặt cắt 2D thôi. À, mổ xẻ cho chúng ta làm như vậy, chúng ta tính toán như vậy, và nó cho tính cả áp suất nữa. À,
áp suất ở bên trong cái ống đó, tính đó chỉ áp suất bao nhiêu bar, bao nhiêu bar, tính áp suất ở bên trong ống. Đây là cái trường trường vector vận tốc. Thì mà chúng ta vẽ ra thì chúng ta thấy đó, thấy không? Màu xanh thì nó cái chiều nó từ trái qua phải, các bạn thấy không? Bên góc trái bên cái đầu ống đây thì nó có hệ trục tọa độ đó, thấy không? Mũi tên là chiều chuyển động của cái dòng chảy. Còn cái màu xanh đỏ là giá biểu thị giá trị vận tốc ha. Vận tốc ở chỗ này vận tốc đầu màu đỏ là 50, còn vận tốc ở cuối nó sẽ giảm hơn. Có cái thanh màu thanh thanh giá trị ở dưới, các bạn nhìn thấy là nó sẽ thể hiện cái giá trị vận tốc. Phần mềm này thì nó cũng cho mình vẽ cái đồ thị, cái đồ thị tại một cái tại cái đầu ra luôn. Tí nữa các bạn sẽ thấy. Đó, cái đầu ra phía bên phải cuối cùng á, thì là khi mà nếu mà chúng ta vẽ đồ thị ra thì nó cũng dạng như hình parabol như vậy á. Parabol á, tức là ở giữa cái giữa ống thì là vận tốc sẽ lớn nhất, còn hai bên đầu, hai bên mép thì là vận tốc nó nhỏ nhỏ hơn. Những cái điều kiện biên là áp suất ở bên cái cạnh bên phải ngoài cùng á, như áp suất nó bằng không. Điều kiện biên chúng ta áp, chúng ta giải bài toán này là chúng ta phải áp 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 dụng những cái điều kiện biên, tức là cái điều kiện mà chúng cho trước là vận tốc, vận tốc vận tốc theo phương x phương y tại các biên biên cái biên trên với biên dưới là nó bằng không. Vừa nãy nó qua rồi, cái đoạn đó qua rồi. Cái đoạn này là chỉ nó vẽ vector vận tốc thôi của cái dòng chảy. Vừa nãy nó cái đoạn đó nó qua rồi. Thì chúng ta cứ làm theo hướng dẫn của cái con trỏ chuột rồi chúng ta giải bài toán thôi. Cái này các bạn, cái này là mình lấy ở trong phần help á, menu help tutorial á, nó phần mấy cái bài này là nó hướng dẫn nó ra nó liệt kê cho chúng ta để nó chỉ cho chúng ta đó trong đây. Nhưng mà cái phần này trong đây cái những cái hộp thoại thì nó hơi khác một chút. Khi mà mình thực hiện mình làm theo hướng dẫn trong file help này á, trong menu help này á, thì nó mấy cái hộp thoại thì nó hơi khác chưa một chút xíu, nhưng mà mình vẫn làm được, mình vẫn làm được, mình vẫn vẽ ra những biểu đồ và vẫn vẽ ra những cái chiều vector nó do như trong hình là được rồi. Nó hơi khác một chút xíu thôi, các bạn cứ làm theo cái file help thì nó hướng dẫn thì nó vẫn làm ra. Đây là mình phóng to cho các bạn coi. Đây là cái này mà khi mà mình tăng và tăng vận tốc ở đầu ống lên 50. Lúc đầu mình cho vận tốc ở bên đầu bên trái là có một giá trị là 1 thôi. Còn đây là cái biểu đồ mà khi mà chúng ta tăng từ giá trị 1 lên 50 thì cái thay đổi của cái chiều vận tốc nó như vậy. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó vậy. Cái này là mấy cái chỗ màu xanh xanh trên trời mà nó nhỏ quá, chúng ta không thấy rõ, mình cũng không thấy rõ là cái chiều nó chạy như thế nào. Nhưng cái phần animation đó thì animation thì nó show ra là cái khúc đó nó sẽ chạy ngược lại. Những bài trước thì mình đã hướng dẫn cái file help rồi, các bạn cứ vô file help nó file help help xong mà any help tutorial thì nó sẽ ra cái mục help, chúng ta làm theo hướng dẫn vậy thôi. Này là chọn mà vẽ được vẽ vận tốc. Vẽ vận tốc cho trường hợp là vận tốc ở đầu bên trái là 50.
Đây là cái đồ thị vận tốc. Đồ thị ở vận tốc bên ngoài cùng bên phải á, chỗ cái cạnh ngoài cùng bên phải á. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Cái này có thời gian thì mình sẽ trình bày thêm, rồi nó nói sơ sơ như thế này các bạn nhiều khi các bạn cũng không hiểu đâu. Mình chỉ nói đơn giản là cái phần mềm này là nó cho chúng ta tính toán trường vận tốc, rồi tính toán áp suất và trong áp suất trong cái dòng chảy ở trong một cái ống chảy chất lỏng, ống 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 chảy nước của chúng ta bình thường chúng ta xài hàng ngày á, thì là như vậy. Chúng ta tính vận tốc, tính áp suất ở trong cái ống đó, áp suất của cái dòng chất lỏng trong cái ống đó. Đây nè, đây là cái file Head to Toe Reader, các bạn nhìn thấy không? Bên khung cửa sổ bên trái là cái danh mục, cái list những cái bài mà người ta sẽ hướng dẫn chúng ta làm. Đây là cái hệ số Re-Renoi, nó hướng dẫn chúng ta tính cái hệ số Re-Renoi, hệ số Renoi. À, và này nó hướng dẫn chúng ta vẽ cái đồ thị vận tốc ở cái cạnh cuối. Đây là cái file file help tôi rồi, các bạn cứ làm theo hướng dẫn trong đây thì sẽ ra đó, mình đã làm rồi và mình rút ra kinh nghiệm là những cái ô hộp thoại màu xanh bên phải thì nó hơi khác một chút xíu nha. Nó khác khi các bạn thao tác trên phần mềm thì nó hơi khác một chút xíu. Còn đây là cái biểu đồ đồ thị nè, nó có 5 cái biểu đồ tương ứng với vận tốc theo phương x, vận tốc theo phương y. Các bạn nhìn ở góc trên bên phải nó có mấy cái nhãn đó, nó ghi màu xanh lá cây là cái vận tốc gì đó, vận tốc theo phương x hay vận tốc theo phương y đó, nó ký hiệu là vx vy, vx tức là vận tốc theo phương x, rồi vy tức là vận tốc theo phương y, theo phương y tức là vận tốc theo phương đứng. Vận tốc theo phương ở đứng thì vào bài toán này nó bằng không hết, chúng ta chỉ xét theo vận tốc theo phương x thôi, vận tốc theo phương x từ trái qua phải thì mang giá trị dương, còn nếu mà vận tốc mà âm á, từ đó, là nó sẽ đi theo, nó sẽ chạy theo chiều ngược lại, cái dòng chảy nó sẽ quay theo chiều ngược lại đó, từ phải qua trái. Cái hàng ít, cái trục ít đó là lặp lại cái số, lặp lại tức là iteration gì á, iteration number là số lặp lại, lặp lại bao nhiêu lần á, lặp lại nó giải cái bài toán lặp lại bao nhiêu lần. Cái này là lý thuyết bên phần tử hóa. Có thời gian thì mình sẽ trình bày phần lý thuyết phần tử hữu hạn cho các bạn. Tại không có thời gian thì chúng ta chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi. Bản chất của mình thì mình cũng hiểu sơ sơ vậy thôi. Và mình làm theo hướng dẫn để mình cái mục đích mà mình không cần phải biết biết kỹ hết, mình chỉ biết cái mục đích của nó là nó tính vận tốc, tính áp suất, tính và vận tốc, tính áp suất, và nó vẽ biểu đồ chiều của cái dòng chảy, chiều của dòng chảy chất lỏng. Khi mà chúng ta làm những bài toán này thì chúng ta mới thấy là cái nó có thực sự không như chúng ta nghĩ, như là chúng ta phun một cái dòng chảy chất lỏng, không phải là tự nhiên là ai cũng nghĩ là nó sẽ phun từ trái qua phải thì nó đi từ trái qua phải. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích một cách chi tiết tỉ mỉ kỹ hơn thì chúng ta thấy ở cái chỗ mà cái khúc mà nó vừa thay đổi tiết diện là nó có một chút chất lỏng là có thể là nó sẽ chạy ngược trở lại, và nó có giá trị rất là nhỏ, tức là nó chỉ là một lượng ít, một lượng rất nhỏ xíu chất lỏng là nó sẽ chạy ngược lại thôi.
Đó, cái quan trọng ở cái bài này là chúng ta muốn nhấn mạnh cái đời đó thôi. Đó, chúng ta với dạy như trình độ mà các bạn học ở đại học thì các bạn chỉ hiểu mức độ vậy được rồi. Chúng ta không cần đi sâu quá. Cái đó, mức độ sâu thì có lẽ là chỉ có cho dành cho thạc sĩ, tiến sĩ người ta học, và đi chuyên sâu hơn thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về những cái vấn đề đó. Chúng ta sẽ đi giải thích các hệ số này, hệ số kia là cái gì, hệ số Renoi là cái gì. Ha. Chúng ta qua trình độ, mức độ đại học thì chúng ta không cần thiết phải đi sâu làm gì. Còn đây là cái biểu đồ vận tốc, mà khi mà chúng ta thay đổi vận tốc ở bên cái đầu bên trái là từ 1 đến 50 thì cái vận tốc nó như thế này ha, kiểu cái trường vận tốc thì nó sẽ thay đổi như thế này. Đó là trường vận tốc. Nó lớn nhất là giá trị 50 ha. Nhỏ nhất là giá trị 0. Đó là chiều chiều từ phải chiều từ phải từ phải từ 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 trái qua phải. Đây các bạn thấy là nó có đi xéo lên nữa. À, đi đi xéo lên tức là nó có cái giá trị vx đó các bạn. Vx nhưng mà vx là chỉ ở trong 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 cái miền mà chúng ta tính thôi, còn giống như vx ở mấy cái cạnh biên trên biên dưới thì nó vx là bằng không, như bạn điều kiện biên nó bằng không. Tức là vận tốc vsv của nó bằng không. Còn nếu mà vợ còn về cái cạnh bên trái ngoài cùng đó là vận tốc nó bằng bằng giá trị ban đầu. Cái đó là điều kiện ban đầu mình cho nó bằng không hoặc là cho nó bằng 50, cái đó là điều kiện ban đầu mình cho nó. Và cái giá trị mình cần tìm của bài toán là những cái giá trị vsvi nằm trong cái miền mà chúng ta tính thôi. Còn những giá trị cái vận những giá trị ngoài biên đó là chúng ta cho hết. À, giống như giá trị vận tốc ngoài biên biên phải bên cùng với cái cạnh phải bên cùng là chúng ta sẽ tính ra. Và cái chỗ biên phải bên cùng đó thì chúng ta chỉ gắn điều kiện biên của nó là áp suất bằng không thôi.